Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cổ phiếu USA. Trong video ngày hôm nay, Cổ phiếu USA và EasyTech Class sẽ chia sẻ cùng các bạn về cách lựa chọn cái giá strike price cho quyền chọn và cụ thể là quyền chọn cover call, cover call option. Thì nội dung của video ngày hôm nay sẽ bao gồm những phần sau. Thứ nhất là EasyTech sẽ giới thiệu cái ý nghĩa của strike price cho các cái hợp đồng quyền chọn của chúng ta, cùng các cái khái niệm như là in the money hoặc là ITM, out of the money OTM, at the money ATM. Thì các cái khái niệm ITM, OTM và ATM các bạn sẽ gặp rất nhiều khi mà đề cập tới cái việc lựa chọn cái giá strike price cho các cái hợp đồng quyền chọn của chúng ta. Và EasyTech sẽ có cái ví dụ minh họa cụ thể và cũng sẽ sử dụng bảng Excel để mô phỏng các cái ngữ cảnh giá của cổ phiếu tại thời điểm mà quyền chọn hết hạn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần giới thiệu về ý nghĩa của strike price. Thế thì cái strike price nó sẽ có ý nghĩa gì với các cái hợp đồng quyền chọn của chúng ta? Thì thứ nhất, nó là cái yếu tố quan trọng nhất quyết định cái giá trị của hợp đồng quyền chọn. Cái việc mà các bạn lựa chọn cái strike price sẽ quyết định là cái giá trị hợp đồng quyền chọn của các bạn là như thế nào tại thời điểm bắt đầu cũng như là tới khi mà hợp đồng bị hết hạn. Nó là yếu tố quan trọng nhất. Ngoài ra sẽ còn các yếu tố khác như là time decay, time value, các cái thông số về kỹ thuật, nhưng mà strike price sẽ là yếu tố quan trọng nhất và nó chính là cái giá quy định của stock ở trong hợp đồng quyền chọn. Cái giá này là cái giá không thể thay đổi được một khi các bạn đã quyết định lựa chọn cái strike price và đưa nó vô cái hợp đồng quyền chọn. Cái contract của các bạn thì nó sẽ là một cái giá trị không đổi và các bạn chỉ có thể thay đổi strike price khi mà các bạn giao dịch một cái hợp đồng quyền chọn khác. Còn cái giá của strike price cho cái hợp đồng đã ký là không thể thay đổi được. Và người sở hữu quyền chọn call thì sẽ có thể mua stock ở mức giá strike price đã quy định ở trong hợp đồng ngay sau cái thời điểm người đấy mua cái option, trường hợp này là cái call option, và trước ngày cái option đó bị hết hạn. Thì đây là cái việc rất là quan trọng liên quan tới việc bán cover call. Khi các bạn bán cover call có nghĩa là các bạn bán đi cái quyền sở hữu cổ phiếu của các bạn để các bạn lấy cái tiền premium, giống như việc là các bạn cho thuê cái cổ phiếu của các bạn, nhưng mà ở cái mức rủi ro đó là người thuê họ có thể mua cái stock của các bạn ở cái mức giá đã quy định ở trong hợp đồng, thì đó chính là cái strike price. Đấy là cái mức giá mà các bạn quy định ở trong hợp đồng. Thì cái người mua cái quyền chọn call họ có thể mua cái cổ phiếu, cái stock của các bạn bất kỳ khi nào họ muốn, miễn là trước cái ngày hết hạn của cái hợp đồng là được. Bởi vì cái quyền chọn call chính là cái quyền chọn mua để người sở hữu nó có thể mua stock với cái mức giá strike price đã quy định. Và khi mà hợp đồng quyền chọn hết hạn thì cái sự chênh lệch giữa cái strike price và cái stock price, hay còn gọi là market price, tức là cái giá trị thực tế của cái cổ phiếu ở cái thời điểm hợp đồng bị hết hạn, thì cái sự chênh lệch đó sẽ là cơ sở để chúng ta tính toán các cái con số liên quan tới lời lỗ. Và EasyTech cũng sẽ minh họa cụ thể cái phần đó trong ví dụ minh họa ở trên bảng tính Excel phần cuối của video. Và cái sự chênh lệch giữa strike price và stock price hay là market price, nó chỉ cần từ 1 cent trở lên thôi, tức là 0.01 đô la là nó đã có sự khác biệt rồi. Chính vì thế nên strike price còn được gọi là exercise price, có nghĩa là cái giá để cái hợp đồng có thể được exercise cho trường hợp in the money với quyền chọn cover call. Thì ở phần tiếp theo, EasyTech sẽ giới thiệu cái khái niệm in the money. Thì in the money hay viết tắt là ITM nghĩa là gì? Đó là khi các bạn lựa chọn các cái giá strike price nó thấp hơn cái giá thực tế của cái cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, gọi là stock price hoặc là market price. Thì các bạn thấy hiện tại cái cổ phiếu Facebook nó đang có cái giá thực tế là 235 đồng 49 cent. Thì tất cả những cái giá strike price mà liệt kê ở bên dưới, các bạn thấy ví dụ 235, 232.5, 230, đó thì tất cả những cái mức giá mà thấp hơn cái giá thực tế, giá thị trường của cổ phiếu Facebook ở trong cái ô này thì được gọi là in the money, có nghĩa là sẽ thấp hơn cái giá thực tế của cổ phiếu. Thì khi mà các bạn lựa chọn cái strike price in the money thì chúng ta nhìn sang khung bên phải, các bạn thấy đây là các cái premium.
là cái tiền mà các bạn sẽ bán cái hợp đồng quyền chọn tương ứng, và đây là tương ứng với một cổ phiếu. Cho một hợp đồng thì chúng ta sẽ nhân với 100. Thì cái strike price mà các bạn chọn nó càng thấp, ví dụ như là ở cái mức 230, thì cái premium nó lại càng cao, nó lên tới 6 đồng 10 cent cho một stock, hay là 610 đô cho một hợp đồng, một contract. Và nếu mà xuống tới mức 225, nó nhảy vọt lên tới 10 đô 58 cent. Thì các bạn bán strike price mà càng thấp thì cái premium nó lại càng cao, nhưng mà cái rủi ro của các bạn nó cũng tăng theo, bởi vì khi đó là cái option của các bạn nó có thể bị hết hạn, bị expire in the money. Thì EasyTech sẽ chia sẻ ở trong phần tiếp theo của video, phần ví dụ minh họa. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm out of the money ngược lại với in the money. Thì out of the money là khi các bạn lựa chọn cái strike price nó lớn hơn cái giá thực tế của stock ở thời điểm hiện tại, cái market price hiện tại. Thì quay lại ví dụ của chúng ta, giá cổ phiếu của Facebook đang là 235 đô. Tất cả những cái mức giá strike price nào mà lớn hơn 235 đô thì được coi là out of the money, có nghĩa là lớn hơn cái mức giá thị trường hiện tại. Thì khi các bạn lựa chọn các cái giá strike price mà out of the money thì cái premium của nó sẽ giảm dần đi. Như các bạn thấy, nếu mà chúng ta lựa chọn cái strike price là 240, có nghĩa là chênh lệch khoảng 5 đô với cái giá 235 đô hiện tại của Facebook, thì cái premium, tức là cái giá của cái option, nó chỉ là 86 cent hay tương ứng là 86 đô cho cái hợp đồng quyền chọn đó. Và nếu mà chúng ta chọn cao hơn hẳn, ví dụ như là 245 đô là cái strike price out of the money, thì cái premium nó giảm xuống chỉ còn 27 cent hay là 27 đô cho một hợp đồng quyền chọn. Nó chênh lệch rất nhiều với cái in the money, với cái strike price mà thấp hơn cái giá stock hiện tại, market price hiện tại. Thì các bạn có thể thấy cái sự chênh lệch rất là lớn, có thể lên tới vài trăm đô cho một hợp đồng, chỉ bằng cái việc các bạn lựa chọn các cái strike price khác nhau. Tất nhiên mức độ rủi ro nó cũng sẽ khác nhau. Và có một cái trường hợp khác ít được sử dụng hơn nhưng nó cũng vẫn xảy ra khi các bạn bán các cái quyền chọn, đó là cái strike price nó bằng đúng cái stock price. Chúng ta gọi đó là at the money. Thì at the money là các bạn thấy cái giá stock price hiện tại đang là 80 đồng và chúng ta lựa chọn cái strike price cũng bằng y hệt cái giá của stock ở thời điểm hiện tại luôn là 80 đồng. Thì các bạn sẽ thấy cái trường hợp at the money này nó hay xảy ra với những cái cổ phiếu mà nó không di chuyển quá nhiều trong ngày. Đây là trường hợp khi mà strike price nó bằng đúng cái stock price trong cái hợp đồng quyền chọn của các bạn. Các bạn lựa chọn cái strike price nó bằng đúng cái giá trị hiện tại của cái mã stock, thì đó chính là at the money. Thì chúng ta vừa tìm hiểu về các khái niệm in the money là gì, out of the money là gì và at the money là gì. Tiếp theo EasyTech sẽ chia sẻ những cái rủi ro tương ứng khi mà chúng ta lựa chọn các cái strike price đó trong cái hợp đồng quyền chọn của chúng ta, trong cái phần lựa chọn strike price. Thì như EasyTech vừa minh họa với cái mã cổ phiếu Facebook, khi các bạn lựa chọn cái strike price in the money, có nghĩa là cái giá strike price nó thấp hơn cái giá cổ phiếu hiện tại ở trên thị trường, thì khi đó các bạn sẽ nhận về cái premium cao, nhưng mà cái rủi ro nó cũng sẽ cao, bởi vì cái xác suất mà cái hợp đồng của các bạn bị hết hạn, bị expire in the money nó cũng sẽ cao, vì thông thường cổ phiếu nó sẽ càng ngày nó càng tăng giá lên. Thì đấy là lý do vì sao người ta nói là cái cover call nó đi ngược lại với cái cổ phiếu là như vậy, bởi vì cổ phiếu nó sẽ có chiều hướng đi lên, còn cái cover call thì nó sẽ càng ngày càng bị giảm giá trị đi. Nếu như các bạn bán out of the money thì cái tiền premium các bạn nhận về nó sẽ thấp hơn, nhưng mà cái rủi ro nó cũng sẽ thấp hơn, bởi vì ngay từ lúc đầu các bạn đã chọn một cái mức giá strike price nó cao hơn cái mức giá hiện tại của stock ở trên thị trường. Có nghĩa là các bạn cho nó một cái khoảng để nó tăng, và nếu mà nó không tăng quá cái mức out of the money, cái mức strike price mà các bạn lựa chọn, thì trường hợp đó được coi là các bạn không có rủi ro. Ngoài ra sẽ còn các cái yếu tố khác khi lựa chọn strike price, như là tình hình thị trường đang là bull market hay là bear market, thị trường đang tăng hay thị trường đang giảm. Thông thường khi mà thị trường tăng thì các cái mã cổ phiếu nó cũng sẽ có chiều hướng tăng. Khi mà các mã cổ phiếu có chiều hướng tăng thì các cái cover call, nếu các bạn muốn tăng sự an toàn và giảm rủi ro,
thì các bạn có thể lựa chọn bán out of the money với cái mức giá nó cao hơn cái mức giá hiện tại của stock ở trên thị trường để nhận về cái premium nó thấp hơn, nhưng mà cái rủi ro nó cũng sẽ giảm đi. Và ngược lại, khi mà thị trường có chiều hướng đi xuống ở cái bear market thì các bạn có thể lựa chọn bán in the money, bởi vì nếu mà cổ phiếu có chiều hướng đi xuống thì cái giá mà các bạn lựa chọn strike price in the money có thể sẽ vẫn cao hơn giá của cổ phiếu thực tế tại thời điểm mà hợp đồng hết hạn, nếu như nó vẫn có chiều đi xuống đó. Và các bạn có thể dựa trên cái giá stock mà các bạn đã đầu tư khi mà các bạn mua vào, cái giá cụ thể các bạn mua vào, so sánh với các con số break even và tính toán lợi nhuận như thế nào để có những cái quyết định lựa chọn strike price, thì EasyTech sẽ chia sẻ cụ thể ở trong phần minh họa ở trên bảng Excel. Và có một cái thông số đó là risk tolerance, có nghĩa là cái mức độ rủi ro của các bạn. Nếu như các bạn chấp nhận rủi ro cao thì các bạn có thể bán quyền chọn với strike price in the money, và tương tự out of the money sẽ có premium thấp hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ví dụ minh họa để EasyTech mô tả rõ hơn các cái trường hợp in the money và out of the money. Thì trong phần ví dụ minh họa, EasyTech sẽ lựa chọn cái mã stock, đó là một cái ETF của Vanguard tên là VNQ. Và hiện tại cái mã này đang có giá niêm yết trên thị trường là $80 một ETF. Thì nếu như các bạn bán một cái quyền chọn cover call với cái giá strike price in the money thì chúng ta sẽ lựa chọn cái strike price là 78, tức là cái giá thấp hơn 80 là cái giá stock hiện tại ở trên thị trường. Thì cái premium chúng ta nhận về sẽ là $3.25 cho một cổ phiếu, hay là $325 cho cả một hợp đồng. Và cái giá break even sẽ được tính toán bằng cái giá strike price mà cộng với lại cái premium, thì cái strike price của chúng ta là 78, cái giá mà các bạn lựa chọn đưa vô trong hợp đồng là 78, cộng thêm mấy cái tiền premium các bạn nhận được là $3.25 cho một cổ phiếu, thì nó sẽ thành $81.25 là cái giá break even. Và nếu giá stock mà các bạn mua vào nó thấp hơn cái giá break even này thì các bạn sẽ không bị lỗ, nếu mà trường hợp mà cái option của các bạn bị hết hạn, bị expire in the money và nó bị taken away. Ví dụ như các bạn mua vào stock ở cái mức giá, ví dụ thậm chí là mức 81 chẳng hạn, $81 cho một cổ phiếu, thì nếu mà cái option của các bạn bị hết hạn, bị expire in the money và cái cổ phiếu của các bạn bị taken away thì cái break even của các bạn nó là $81.25, có nghĩa là nó vẫn hơn 25 cent so với cái giá các bạn mua vào ban đầu. Thì trường hợp đấy các bạn vẫn có lời là $25 cho 100 cổ phiếu. Trừ khi mà các bạn mua vào với cái giá nó cao hơn hẳn cái break even này, ví dụ như là cái giá hiện tại đang là $80 nhưng mà các bạn mua vào thời điểm một tháng trước giá $85 chẳng hạn, thì cái giá mà các bạn mua vào nó cao như vậy thì nó còn cao hơn cả cái break even. Và nếu mà trường hợp các bạn bán in the money và cái option của các bạn bị hết hạn, bị expire in the money và stock bị taken away, thì trường hợp đấy là các bạn sẽ bị lỗ. Cái ví dụ tiếp theo là của trường hợp out of the money, vẫn với cái mã cổ phiếu VNQ, chúng ta chọn cái strike price là $83 và cái premium, bởi vì đây là trường hợp out of the money nên cái premium của nó thấp hơn, nó chỉ có 80 cent cho một cổ phiếu hay là $80 cho cả một contract, và cái giá break even của chúng ta cho một cổ phiếu sẽ là $83 cộng với 80 cent, đó là giá strike price cộng với giá premium, thì nó bằng $83.80. Và vì chúng ta chọn cái giá là out of the money, bởi vì chúng ta chọn cái chiến lược strike price out of the money, nên cái xác suất mà cái stock của chúng ta bị taken away nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên không phải là không có, nếu mà cái ETF, cái mã VNQ này nó tiếp tục tăng trưởng và nó còn tăng cao hơn cả cái mức strike price mà chúng ta lựa chọn là $83, thì cái stock của chúng ta vẫn bị expire in the money, và khi đó các bạn sẽ buộc phải bán toàn bộ cổ phiếu của các bạn trong cái contract này ở cái mức giá là $83, và cộng thêm với 80 cent tiền premium các bạn đã bán ban đầu thì cái giá break even của các bạn là $83.80 cho một cổ phiếu. Nếu như cái giá các bạn mua vào ban đầu nó nhỏ hơn cái con số break even này thì kể cả trường hợp mà sàn tự động lấy các cổ phiếu của các bạn thì cái số tiền các bạn nhận được
nó cũng sẽ vẫn lớn hơn cái khoản tiền đầu tư ban đầu. Thì trong phần ví dụ minh họa ở trên file Excel, EasyText sẽ có các cái ví dụ đó để các bạn tiện theo dõi. Thì trước khi chúng ta tiếp tục với phần ví dụ minh họa, EasyText sẽ chia sẻ nhanh về cái mã VNQ này và các cái option strike price mà chúng ta vừa minh họa trong phần ví dụ. Các bạn vô Robinhood và các bạn gõ VNQ ở trong cái ô short thì nó sẽ ra được cái mã ETF này của Vanguard, và các bạn vô phần trade VNQ option thì nó sẽ hiển thị ra. Sau đó các bạn lựa chọn phần sell ở trong mục action và cái kiểu quyền chọn các bạn chọn là call đó, thì nó sẽ hiển thị ra các cái mức giá strike price in the money và out of the money để các bạn có thể lựa chọn. Và ở cái khung bên phải sẽ là cái premium, cái tiền mà các bạn sẽ nhận về khi bán cái cover call cho một cổ phiếu, các bạn nhân với 100 sẽ ra cái giá trị của cả hợp đồng như EasyText đã minh họa ở trong cái slide PowerPoint. Và có một cái ô là ngày hết hạn thì nó sẽ được mặc định lựa chọn là thứ 6 tuần thứ 3 của tháng, và trong trường hợp tháng 7 năm 2020 thì nó rơi vào ngày 17 tháng 7. Thì đấy là cái thông tin mà chúng ta sẽ tiếp tục đưa vô trong cái slide và cái bảng Excel ở phần tiếp theo của video để chúng ta thực hiện tính toán. Thì quay lại cái slide của chúng ta với cái phần ví dụ minh họa. Với ví dụ thứ nhất, EasyText đã minh họa là các bạn bán quyền chọn cover call với cái giá strike price là 78. Nó thấp hơn cái giá của mã VNQ hiện tại nên cái quyền chọn này gọi là in the money. Và cái ngày hết hạn như EasyText vừa mô tả sẽ là ngày 17 tháng 7 năm 2020. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng hình dung và phỏng đoán cái giá của cái mã VNQ tại cái thời điểm ngày 17 tháng 7 năm 2020 này nó là bao nhiêu, và nó sẽ ảnh hưởng tới cái quyền chọn in the money của chúng ta ở đây như thế nào. Giả sử ngày 17 tháng 7 năm 2020 mã VNQ này nó có cái giá trị tại thời điểm hợp đồng bị hết hạn là 80 đô, thì các bạn thấy là cái giá mà các bạn lựa chọn ở trong hợp đồng là 78 nó sẽ thấp hơn cái giá thực tế của stock là 80, nên cái option này bị hết hạn in the money. Khi cái trường hợp mà option bị hết hạn in the money xảy ra thì toàn bộ stock của các bạn sẽ bị taken away, bị sàn tự động lấy đi, thực chất là mua toàn bộ stock với cái mức giá strike price đã quy định ở trong hợp đồng là 78, mặc dù cái giá stock thực tế lúc đó là 80 đô, nhưng các bạn đã cam kết cái giá strike price là giá 78 nên sàn sẽ mua toàn bộ stock của các bạn ở mức giá này, hay là các bạn phải buộc bán toàn bộ cổ phiếu của các bạn ở cái mức giá thấp hơn 2 đô so với cái giá thực tế ở trên thị trường, và các bạn sẽ nhận về cái khoản tiền bán stock đó. Ví dụ nếu các bạn bán 100 stock, các bạn sẽ nhận về 7.800 đô, các bạn lấy 78 và nhân 100. Và cái ngữ cảnh thứ hai là cái giá stock tại cái thời điểm ngày 17 tháng 7 này nó xuống chỉ còn 77 đô thôi, và cái giá trong hợp đồng của các bạn là 78 đô. Thì trường hợp này cái hợp đồng của các bạn là out of the money, có nghĩa là giá thực tế của cổ phiếu nó thấp hơn cái giá mà các bạn đã quy ước ở trong hợp đồng. Thì đây là trường hợp mà chúng ta đều mong muốn. Khi đó thì cái option này vì nó là out of the money nên nó sẽ expire worthless, có nghĩa là nó không còn giá trị nữa. Thì các bạn sẽ giữ lại toàn bộ cái stock của các bạn, và đồng thời các bạn nhận toàn bộ cái số tiền premium mà các bạn đã bán. Và trong trường hợp này nó chính là 325 đô. Đấy là toàn bộ tiền premium cho một contract 100 cổ phiếu mà các bạn đã bán. Thì đó là mô phỏng cái ngữ cảnh của chúng ta cho cái trường hợp bán quyền chọn in the money, tức là cái strike price của chúng ta thấp hơn cái giá stock hiện tại ở trên thị trường. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau minh họa tiếp cái ngữ cảnh khi mà chúng ta bán cái quyền chọn out of the money vào cái thời điểm ngày hết hạn ngày 17 tháng 7 năm 2020. Như các bạn thấy hiện tại cái giá của mã VNQ nó đang là 80 đô và 48 sen, cứ gọi là 80 đô. Trong hợp đồng quyền chọn các bạn chọn cái strike price cao hơn, đó là 83 đô, có nghĩa là cao hơn 3 đô so với cái giá thực tế của cái mã VNQ ở thời điểm hiện tại. Thì cái hợp đồng như vậy được gọi là out of the money. Và bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng cái ngữ cảnh của ngày 17 tháng 7 tại thời điểm hợp đồng được bị hết hạn, cái mã VNQ này nó sẽ có giá bao nhiêu. Nếu mà cái mã này nó tăng vọt lên từ 80 đô ở thời điểm hiện tại tăng lên 84 đô, thì khi đó cái option của các bạn là bị expire in the money. Và bởi vì nó bị hết hạn in the money nên các stock của các bạn sẽ bị taken away
ở cái mức giá mà chúng ta đã quy định ở trong hợp đồng, đó là 83 đô là cái strike price của chúng ta. Các bạn thấy mặc dù giá cổ phiếu là 84 đô, nhưng vì cái option bị hết hạn in the money, nên các bạn sẽ buộc phải bán cổ phiếu ở cái mức đã quy định từ đầu ở trong hợp đồng, đó là 83 đô cho một cổ phiếu, và nhận về cái số tiền bán stock. Trường hợp thứ hai, nếu cái giá stock của VNQ nó vẫn cao hơn mức 80 ở thời điểm hiện tại, nhưng mà nó chỉ cao đến mức 82 đô thôi, và nó vẫn thấp hơn cái giá 83 đô là cái strike price mà các bạn quy định ở trong hợp đồng. Đây là cái trường hợp mà chúng ta mong muốn, có nghĩa là cái option của chúng ta bị hết hạn out of the money, và cái option này nó bị expire worthless, thì các bạn sẽ giữ lại toàn bộ stock và nhận số tiền premium mà các bạn đã bán. Thì trong trường hợp này, cái số tiền premium đó chính là 80 đô cho một contract 100 cổ phiếu. Thì EasyTech vừa minh họa một vài những cái ngữ cảnh của cái mã VNQ, cái mã mà hiện tại đang có cái giá là 80 đô. Và EasyTech cũng chia sẻ những cái thông tin về cái strike price out of the money hoặc là in the money của cái mã VNQ này cho cái ngày hết hạn là ngày 17 tháng 7 năm 2020, ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng này, tháng 7 năm 2020. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đưa các cái con số đó vô cái bảng tính Excel ở trong cái phần ví dụ minh họa tiếp theo, để các bạn có thể thực hiện thay đổi các cái thông tin và cập nhật các cái tình trạng mô phỏng những cái ngữ cảnh của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta hãy chuyển qua file Excel. Thì đây là cái file Excel mà EasyTech đã chuẩn bị. Trong file Excel này thì các bạn thấy nó sẽ có hai quy ước mã màu, đó là cái mà có ô màu cam và chữ màu trắng. Thì các cái giá trị này nó sẽ thay đổi theo thị trường, có nghĩa là những cái giá trị mà chúng ta nhập vô những cái ô màu cam, màu nền màu cam này là những cái giá trị mà chúng ta mô phỏng, nó không phải là cái giá trị cụ thể ở trong cái hợp đồng quyền chọn cover call. Nó sẽ thay đổi theo cái tình trạng thực tế của thị trường. Những cái mà có ô nền màu trắng là cái giá trị cố định, nghĩa là đây là những cái thông tin mà các bạn đã đưa vô trong hợp đồng quyền chọn cover call của các bạn và sẽ không thể thay đổi được. Thì cái bảng này EasyTech gọi là cái bảng tính toán strike price và cái break even cho cái quyền chọn cover call của các bạn. Cái mã của chúng ta là mã VNQ, cái giá mua vào là 77 đô. Thì đây chính là cái mã VNQ, hiện tại nó đang có cái mức giá là 80 đô trên một cổ phiếu. Thì EasyTech mua cái mã này cách đây vài ngày trước, và ở thời điểm đó là cái giá mua vào của nó là 77 đô. Thì đấy là cái giá thực tế đã mua vào. Và cái ngày hết hạn của cái hợp đồng quyền chọn này như EasyTech vừa show với các bạn là ngày 17 tháng 7 năm 2020. Và cái ô giá ngày hết hạn này sẽ là cái giá trị mà chúng ta mô phỏng, tưởng tượng các cái ngữ cảnh, các cái giá khác nhau để đưa vô cái ô này, và các cái giá trị khác nhau nó cũng sẽ khiến các cái con số ở bên dưới nó thay đổi theo. Thì như trong ví dụ mà EasyTech đã minh họa, chúng ta sẽ bán hai loại quyền chọn khác nhau, đó là in the money và out of the money. Thông thường thì EasyTech chỉ lựa chọn một chiến lược thôi, tức là nếu bán in the money thì sẽ bán toàn bộ là in the money, và ngược lại nếu bán out of the money thì sẽ bán toàn bộ là out of the money. Nhưng mà cho cái ví dụ minh họa ngày hôm nay thì EasyTech giả sử là EasyTech có 200 cổ phiếu và sẽ bán một contract 100 cổ phiếu là in the money và một contract còn lại là bán out of the money, để chúng ta mô tả cả hai tình huống cho nó khách quan. Thì với cái trường hợp in the money, cái giá strike price là EasyTech lựa chọn như trong ví dụ, đó chính là cái strike price là 78 đô la. Đó thì EasyTech đã nhập cái con số vào đây. Và tương tự cho cái trường hợp out of the money thì EasyTech chọn là 83. Thì cái giá hiện tại là 80, nên là cái strike price 78 thấp hơn cái giá hiện tại, thì được gọi là in the money. Và giá 83 cao hơn giá hiện tại thì gọi là out of the money. Và EasyTech cũng có cái bảng mã hình chụp các cái quyền chọn cover call cho cái mã VNQ ở đây để chúng ta tiện theo dõi. Thì cái giá stock hiện tại đang là 80 đô và cái giá in the money của chúng ta sẽ là 78 đô thấp hơn giá hiện tại, và giá out of the money sẽ là 83 cao hơn giá hiện tại. Và các cái thông tin trong cái ô nền màu trắng thì là những thông tin cố định không thay đổi, tức là đây chính là cái hợp đồng quyền chọn của chúng ta. Thì cái premium chúng ta nhận được cho trường hợp bán strike price ở mức giá 78 là 3,25 đô cho một cổ phiếu, hay là 325 đô cho một hợp đồng. Tương ứng với cái out of the money thì cái premium nó thấp hơn, nó chỉ là 80 cent cho một cổ phiếu hay là 80 đô cho một hợp đồng quyền chọn 100 cổ phiếu mà thôi.
Và cái break even của chúng ta thì được tính toán bằng cái giá strike price mà cộng với premium của chúng ta. Thì cho trường hợp in the money này, cái break even của chúng ta sẽ được tính bằng 78 đô cộng với lại 3,25 đô thì nó ra được 81 đô 25 cent. Và tương tự với trường hợp out the money thì cái break even nó sẽ là bằng 83 đô strike price cộng với cái premium là 80 cent thì ra 83 đô 80 cent. Và ở ba cái dòng tiếp theo đó là tình trạng hết hạn, có nghĩa là in the money hay là out the money. Đây là cái tình trạng mà chúng ta sẽ mô phỏng trong cái ngày hết hạn ở trong tương lai là ngày 17 tháng 7. Và cái ảnh hưởng của tình trạng hết hạn tới cái stock của các bạn, có nghĩa là các bạn có bị lấy mất stock, bị taken away, nếu mà cái hợp đồng bị hết hạn in the money, hay là các bạn giữ nguyên stock nếu mà nó là out of the money. Và từ đó chúng ta sẽ cùng nhau tính toán cái lợi nhuận theo tháng từ cái việc bán cái quyền chọn cover call này. Thì như EasyTech vừa chia sẻ, EasyTech đã mua cái mã VNQ này ở cái thời điểm lúc mà giá của nó đang là 77 đô trên một cổ phiếu. Cái giá hiện tại của nó đang là 80 đô. Nếu mà EasyTech chỉ bán stock không thôi, không có liên quan gì tới quyền chọn, thì EasyTech đã lời khoảng 300 đô rồi. Nhưng mà như EasyTech chia sẻ, đó là EasyTech thường là mua stock và giữ trong một thời gian rất là dài, chứ không có bán stock, mà sẽ chỉ sử dụng stock là cái tài sản cơ sở, underlying asset, để mà thực hiện bán các quyền chọn mà thôi. Đó là lý do tại sao mà EasyTech mua cái mã VNQ này ở cái thời điểm nó thấp 77 đô, bây giờ nó tăng lên 80 đô vẫn không bán, mà lại vẫn lựa chọn cái hình thức là bán quyền chọn. Bởi vì nếu mà EasyTech bán quyền chọn, khi mà quyền chọn nó hết hạn, out of the money, thì EasyTech vẫn giữ nguyên cái số lượng stock đó và lại còn nhận về cả cái tiền premium, giống như là cái việc các bạn cho thuê tài sản, ví dụ thuê nhà chẳng hạn, hết cái thời gian hợp đồng thì các bạn vẫn giữ nguyên cái nhà và các bạn vẫn có cái tiền cho thuê. Đấy là cái ý nghĩa của cái việc mà các bạn bán quyền chọn cover call mà nó được out of the money. Thì có một cái thông tin mà chúng ta không biết được, đó là vào ngày 17 tháng 7, ngày cái hợp đồng này hết hạn, thì cái giá thực tế của cái mã VNQ này nó sẽ là bao nhiêu. Bởi vì chúng ta không biết nên chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán. Hiện tại cái mã stock của chúng ta đang là 80 đô. Thì trong cái dự đoán thứ nhất của chúng ta dự đoán là giá của VNQ ở cái ngày 17 tháng 7 nó cũng đúng là 80 đô. Thế thì nếu mà nó là 80 đô ở cái thời điểm 17 tháng 7 năm 2020 thì nó sẽ ảnh hưởng gì tới hai cái hợp đồng quyền chọn của chúng ta? Với cái hợp đồng thứ nhất, chúng ta bán in the money và tất cả các thông tin này là không thể thay đổi được, bởi vì nó là cái thông tin có cái ô màu nền màu trắng, có nghĩa là đã là thông tin cố định ở trong hợp đồng. Thì cái giá mà ngày hết hạn nó cao hơn 2 đô, thực chất nó chỉ cần cao hơn 1 cent thôi là nó đã bị in the money rồi. Trường hợp này nó cao hơn 2 đô, 80 đô trừ đi 78 đô. Thì cái hợp đồng của chúng ta là sẽ bị hết hạn in the money. Vì là hợp đồng bị hết hạn in the money nên là cái stock của các bạn bị taken, có nghĩa là sàn sẽ tự động mua toàn bộ cổ phiếu của các bạn ở cái mức giá là 78 đô. Cho dù cái giá thực tế của stock lúc đó đang là 80 đô, có nghĩa là các bạn bị bán lỗ 2 đô so với lại cái giá tại ở thị trường. Đó, thế trường hợp này cái lợi nhuận của các bạn là bao nhiêu? Thì cái lợi nhuận nó sẽ được tính bằng cái công thức như sau. Cái contract price là cái giá mà EasyTech bán cái hợp đồng quyền chọn trong trường hợp cụ thể này là 325 đô. Mà chia cho cái chi phí mà EasyTech đã đầu tư ban đầu để mua cổ phiếu. Trong trường hợp này là EasyTech mua ở cái mức giá là 77 đô. Thì cái lợi nhuận EasyTech sẽ tính được là 4% một tháng. Và trong các video tiếp theo thì EasyTech sẽ chia sẻ cụ thể cái cách tính toán các cái lợi nhuận như thế nào. Ngày hôm nay thì EasyTech chỉ dùng nó để minh họa cho cái bảng tính strike price và cái break even của chúng ta thôi. Và cho cái hợp đồng out of the money của chúng ta, vì cái giá thực tế của stock tại thời điểm ngày 17 tháng 7 nó là 80 đô, nó thấp hơn cái mức giá quy định ở trong hợp đồng là 83 đô. Nên là cái trường hợp này, cái hợp đồng của chúng ta bị hết hạn out of the money, thì các bạn sẽ giữ nguyên toàn bộ số lượng cổ phiếu của các bạn và cái lợi nhuận trong trường hợp này là 1%. Bây giờ chúng ta hãy mô phỏng một cái trường hợp khác. Nếu mà cái giá cổ phiếu của mã VNQ này tại thời điểm ngày 17 tháng 7 nó tăng vọt lên, ví dụ nó tăng từ 80 đô như thời điểm hiện tại lên ví dụ 85 đô chẳng hạn, thì EasyTech sẽ nhập 85 đô vô cái ô này. Thì các bạn thấy các giá trị bên dưới nó đã thay đổi rồi. Vì cái mã VNQ này nó tăng vọt lên, tăng 5 đô so với cái thời điểm hiện tại thành cái giá 85 đô. Nên cả hai hợp đồng của chúng ta là đều bị hết hạn in the money. Cái hợp đồng thứ nhất
nó bị hết hạn in the money thì chúng ta có thể đã biết từ trước rồi, bởi vì ngay cái thời điểm các bạn bán đã lựa chọn cái strike price nó thấp hơn cái giá hiện tại rồi. Các bạn lựa chọn giá strike price 78 trong khi giá hiện tại của nó là 80, thì ngay tại thời điểm bán có khi chúng ta đã biết là khi nó hết hạn, nó sẽ bị hết hạn in the money, stock của chúng ta sẽ bị taken away. Tuy nhiên vì chúng ta muốn nhận cái premium cao và chúng ta đã thực hiện tính toán break even, nó vẫn còn cao hơn cái giá mà chúng ta mua vào ban đầu, nên chúng ta vẫn quyết định bán. Thì đấy là cái trường hợp hết hạn in the money. Còn cái trường hợp thứ hai là khi chúng ta bán quyền chọn out of the money. Tại cái thời điểm chúng ta bán, chúng ta chọn cái strike price là 83 đô, có nghĩa là nó vẫn còn cao hơn 3 đô so với cái giá trị thực tế của cái mã VNQ này ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, vì cái thị trường đang là thị trường tăng trưởng bull market, nên cái mã này nó tiếp tục tăng và nó tăng tới mức là 85 đô tại thời điểm mà hợp đồng hết hạn vào ngày 17 tháng 7. Nên là mặc dù lựa chọn out of the money ban đầu, nhưng mà đến cuối cùng chúng ta vẫn bị hết hạn hợp đồng in the money, stock vẫn bị taken away và chúng ta vẫn buộc lòng phải bán cổ phiếu ở cái mức giá 83 đô, mặc dù cái giá thực tế của cái mã VNQ lúc đó là 85 đô. Tuy nhiên là cái break even của chúng ta nó vẫn là 83 đô 80 cent, vẫn cao hơn nhiều so với cái giá mua vào ban đầu. Thì đây là cái trường hợp mà EasyTech mua vào được cái mức giá mà EasyTech nghĩ cũng là ok, cũng khá là tốt, nó thấp hơn cái giá hiện tại. Bây giờ chúng ta thử minh họa cái trường hợp mà cái giá các bạn mua vào nó cao hơn cái giá stock hiện tại. Ví dụ EasyTech nhập con số vào mua lúc mà nó 82 chẳng hạn. Và chúng ta giả sử là giá ở thời điểm ngày hết hạn của nó chính là 82. Thì các bạn thấy cái trường hợp này, hợp đồng in the money của chúng ta nó vẫn bị in the money. Chúng ta buộc lòng phải bán cái cổ phiếu của chúng ta ở cái mức giá là 78 đô cho một cổ phiếu là cái giá đã quy định ở trong hợp đồng. Và cái break even của chúng ta trong trường hợp này là 81 đô 25 cent, nó thấp hơn cái giá mua vào của chúng ta là 82 đô. Thì đây là trường hợp mà chúng ta bị lỗ 75 cent cho một cổ phiếu hay là 75 đô cho một cái hợp đồng 100 cổ phiếu. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta không mong muốn, có nghĩa là cái giá mua vào nó cao hơn cả cái giá break even cho các hợp đồng in the money, là chúng ta đã bị lỗ, stock bị taken away. Còn nếu mà trường hợp chúng ta bán out of the money, cái mức giá là 83 đồng strike price, thì hợp đồng của chúng ta bị hết hạn out of the money và chúng ta giữ nguyên stock, thì đấy là cái trường hợp mà chúng ta mong muốn. Và chúng ta lại có thể tiếp tục bán các quyền chọn cover call cho tháng tiếp theo là tháng 8 hoặc là các tháng tiếp theo nữa. Thì đó là cái ví dụ minh họa ở trên file Excel của EasyTech. Thì trong video ngày hôm nay, EasyTech Class đã chia sẻ cùng các bạn về cái strike price trong hợp đồng quyền chọn cover call là gì. Chúng ta đã cùng nhau minh họa các trường hợp strike price in the money, out of the money, at the money, và chúng ta đã cùng nhau đi qua cái ví dụ minh họa ở trên file Excel và cùng nhau mô phỏng các cái ngữ cảnh giá thực tế của cái mã VNQ tại cái thời điểm ngày hết hạn 17 tháng 7 năm 2020 nó như thế nào và nó ảnh hưởng tới các cái hợp đồng quyền chọn in the money và out of the money của chúng ta ra sao. Thì trong các cái video tiếp theo, EasyTech sẽ chia sẻ thêm về cách tính toán lợi nhuận của cái việc bán quyền chọn cover call cho cả trường hợp in the money và out of the money để các bạn tiện theo dõi. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe, đăng ký để ủng hộ EasyTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.